Vâng, tôi cô Nguyễn Hồng xin chào tất cả anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay thì bên em xin giới thiệu tới anh chị 6 tác phẩm của Đạt Ma. Vâng, 6 tác phẩm của Đạt Ma nha anh chị nhá. Vâng, 6 tác phẩm để cho anh chị. Đầu tiên đó là bên em xin giới thiệu những tác phẩm mà bên em mới hoàn thiện xong. Và thứ hai nữa đó là nếu mà anh chị nào mong muốn sở hữu thì có thể liên hệ với bên em để sở hữu những tác phẩm này nha anh chị nhá. Những tác phẩm trong đó thì có 4 tác phẩm mới hoàn thiện và có 2 tác phẩm thì bên em cũng đã giới thiệu với anh chị rồi. Nhưng mà làm một cái video về 6 tác phẩm, những tác phẩm của Đạt Ma thì bên em sẽ cho luôn vào để giới thiệu với anh chị 6 tác phẩm nha anh chị nhá. Vâng, và bây giờ thì em sẽ đi ra và cầm camera để quay cho anh chị chiêm ngưỡng từng tác phẩm một nha anh chị nhá. Vâng, và em cũng xin giới thiệu lại với anh chị đó là bên em ở làng nghề nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương nha anh chị nhá. Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Bên em là tượng gỗ Nguyễn Hồng và là xưởng chế tác. Và anh chị nào đang theo dõi video này và chưa nhấn đăng ký kênh YouTube tượng gỗ xưởng Nguyễn Hồng của bên em thì anh chị có thể nhấn vào nút đăng ký và kích vào hình quả chuông để cập nhật những video mới nhất về những tác phẩm mới nhất mà bên em chế tác ra nha anh chị nhá. Vâng, tác phẩm đầu tiên em xin giới thiệu tới anh chị đó là tác phẩm cụ Đạt Ma. Vâng, cụ Đạt Ma đang đi giáo hóa, anh chị có thể nhìn thấy, và dắt theo một chú nghê lông xù nha anh chị nhá. Tác phẩm này thì với kích thước là cao 67, chiều ngang là 20, chiều sâu cũng là 20 và có mã là DC1 nha anh chị nhá. DC1. Vâng, mã là DC1 và có giá là 4.600.000 đồng. Bao ship luôn cho anh chị, cao 67, ngang 20, sâu 20, đã gắn sẵn lên một chiếc kỷ rồi. Vâng ạ, và bây giờ thì em sẽ quay sát lại gần để cho anh chị chiêm ngưỡng thần thái ạ. Vâng, thần thái đây. Vâng, rất là sắc nét. Em đang lấy led lại để cho anh chị có thể chiêm ngưỡng tỉ mỉ và kỹ nhất. Vâng, phía trên thì là một cái quả hồ lô và bên em đã gắn cái phễu sông trầm vào đây để cho anh chị có thể xông trầm được, và cái nó chảy ra làn khói nó chảy ra từ cái phần miệng của quả hồ lô, nhìn rất là đẹp nha anh chị nhá. Dâu đục rất là tỉ mỉ đây anh chị ạ. Dâu xoắn tỉa to tỉ mỉ, mắt rất là có hồn. Và trên tay của cụ ấy đang cầm theo một cái xích này, dắt theo một chú nghê xù nha anh chị ơi. Đấy, rất là vui mắt. Vâng, chân anh chị nhìn chân này. Chân đục rất là nét nha. Phía dưới là những cái phần núi đá và mọc ra một cái cành tùng. Tác phẩm cao là 67, chiều ngang là 20 và chiều sâu là 20. Chế tác từ chất gỗ chắc đỏ đen, đục tứ diện ạ. Đục tứ diện luôn nha anh chị nhá. Nghê này, nghê xù. Vâng, lông anh chị nhìn thấy lông. Cao là 67, ngang 20 và sâu là 20. Chất gỗ chắc đỏ đen, quý hiếm, đục sắc nét, thần thái đẹp, tỉ mỉ, giá là 4.600.000 đồng, mã là DC1 nha anh chị nhá. Vâng, và chúng ta sẽ đến với tác phẩm thứ hai trong cái video này, tác phẩm của Đạt Ma Thế Võ. Vâng, của Đạt Ma bay rất là phiêu luôn, chế tác từ chất gỗ hương ta, và tác phẩm này là tác phẩm mà bên em mới hoàn thiện xong luôn nha anh chị nhá. Tác phẩm này thì với chiều cao là 79, chiều ngang là 45 và chiều sâu là 33. Tác phẩm này có mã là DC2 và có giá chỉ là 4 triệu đồng thôi. Cũng bao ship luôn cho anh chị, chất gỗ hương ta, dáng thế cực kỳ bay. Và anh chị có thể nhìn thấy cái trên tay cụ đang múa võ này và cầm cái trường côn nữa. Trường côn này thì có thể rút ra rút vào được nha anh chị nha. Vâng, quan trọng phải là thần thái. Vâng, quay thần thái cho anh chị chiêm ngưỡng. Và một cái tà áo rất là mềm mại nữa. Đây là thần thái của cụ Đạt Ma nha anh chị nha. Em sẽ quay ở cái góc cạnh khác nhau để cho anh chị chiêm ngưỡng. Rất là tuyệt vời, đang múa võ. Và chất gỗ hương ta, hương Gia Lai. Đây là cái tà áo rất là mềm mại và phô ra những cái đường vân. Em sẽ quay sát lại cho anh chị chiêm ngưỡng kỹ hơn. Vâng, đó anh chị nhìn thấy những cái đường vân tuyệt vời chưa ạ? Chất gỗ hương ta, hương Gia Lai. Tà áo mềm mại rất là bay, cực kỳ bay luôn. Dáng đẹp nhá. Đây là một cái dáng thế. Vâng, hiện tại là chỉ bên em chế tác ra cái dáng thế này nha anh chị nhá. Và phía dưới đây anh chị nhìn thấy ạ, phía dưới là đây là cái đang bay ở trên đỉnh núi anh chị nhìn ạ. Đây là cái phần thân này. Đấy, những cái phần
vân được phô ra, vân rất là tuyệt vời luôn. Vâng, tác phẩm này thì với chiều cao là 79, chiều ngang 45 và chiều sâu là 33, mã là DC2, giá là 4 triệu đồng và bao ship luôn cho anh chị nha. Giá là 4 triệu đồng và bao ship luôn. Vâng, và tác phẩm tiếp theo là tác phẩm thứ 3 của Đạt Ma Thế Võ. Vâng, cũng đang mú võ trên đỉnh núi Đục Tứ Diện. Và tác phẩm này thì với chiều cao là 40, chiều ngang là 54 và chiều sâu là 39 nha anh chị nha. Mã là DC3. Vâng, mã là DC3. Vâng, em sẽ quay cho anh chị chiêm ngưỡng thần thái nè. Vâng, thần thái luôn. Đây, một tay thì đang nắm đấm, một tay đang cầm trường côn múa võ trên đỉnh núi. Vâng, phần phía dưới anh chị nhìn thấy đấy, phần này đang để nguyên cái phần da gỗ. Phần này nếu mà làm mà bên em làm ra thì chỗ này sẽ là sụn nhá, rất là đẹp mắt luôn. Vâng, em vừa quay cho anh chị ngắm thần thái rồi. Kích thước của tác phẩm cao 40, ngang 54 và sâu là 39, mã DC3 nha anh chị nhá. Quay cho anh chị nhìn ngắm những đường vân chất gỗ. Bàn tay anh chị nhìn thấy bàn tay rất là chân thực luôn. Vâng, nhìn kết ngay từ cái bàn tay rồi. Vâng, và tà áo phô ra những cái đường vân và sụn nha anh chị nhá. Đây, quay cho anh chị chiêm ngưỡng phần vân và sụn. Vâng, giá của tác phẩm này cũng là 4 triệu đồng nha anh chị nhá. Giá của tác phẩm cũng là 4 triệu đồng. Vân tuyệt vời luôn, vân như cẩm luôn anh chị ơi. Vâng, cao 40, ngang 54, sâu 39, chất gỗ hương ta, hương Gia Lai. Tuyệt vời. Như phần phía dưới đang để da gỗ, đó là một cái điểm rất là hay. Với cái da gỗ phần này nó đẹp, chất gỗ cũng đẹp, anh chị nhìn thấy như cái đường sụn này, chất gỗ tứ diện đều tuyệt vời luôn. Và cái tà áo bay theo cái phần thế gỗ. Vâng, đây em sẽ quay mặt phía sau của tác phẩm nha anh chị nhá. Em vừa quay đang quay cho anh chị tứ diện từng phần một đấy ạ. Tuyệt vời chưa anh chị, nhìn những đường vân chất gỗ quá tuyệt vời. Đây, phần này để nguyên da gỗ tự nhiên đấy, chị nhìn này, da gỗ tự nhiên nhá. Vâng, sụn này. Vâng, tác phẩm với chiều cao là 40, chiều ngang là 54 và chiều sâu là 39 nhá anh chị nhá. Mã DC3 và tác phẩm này thì có giá của tác phẩm là 4 triệu đồng nha anh chị nha. 4 triệu đồng cho tác phẩm của Đạt Ma Thế Võ. Vâng, đang múa võ trên đỉnh núi. Mã DC3. Vâng, và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu tới anh chị một tác phẩm tiếp theo, đó là tác phẩm cụ Đạt Ma Thế Võ cực kỳ bay, siêu bay luôn. Chế tác từ chất gỗ hương ta và đã gắn sẵn lên mũi kỷ rồi, dáng thế cực kỳ phiêu. Tác phẩm này thì có chiều cao là 91, chiều ngang là 56 và chiều sâu là 40 nha chị nhá. Anh chị nhìn thấy dáng thế võ cực kỳ bay phiêu chưa? Rất là phiêu luôn. Và đang múa võ anh chị nhìn thấy, và cái chất gỗ của tác phẩm này rất là tuyệt vời này. Nhìn những cái đường vân dáng thế và đã gắn sẵn lên mũi kỷ rồi. Tác phẩm này có mã là DC4 và giá là 4.800.000 đồng nha anh chị nhá. 4.800.000 đồng. Chỉ 4.800.000 đồng thôi. Vâng, thần thái. Vâng, bắt đầu lại cho anh chị chiêm ngưỡng thần thái. Vâng, thần thái rất là tuyệt vời rồi, nhìn các góc cạnh khác nhau luôn. Và tà áo anh chị, xin mời anh chị chiêm ngưỡng tà áo. Vâng, những cái đường vân này. Và cái tà áo rất là mềm mại nha anh chị nhá. Tà áo rất là mềm mại luôn. Tay này rất là chân thực. Quá chân thực luôn, để em lấy nét vào từng cái điểm một cho anh chị. Và anh chị nhìn thấy những đường vải rất là mềm này. Và phía dưới đây anh chị nhìn thấy, phía dưới là những cái vách núi và những cái tán tùng phô ra những cái đường vân. Thì ở đây phôi gỗ, những cái phôi gỗ này bên em chế tác ra thì nó vào cái loạt phôi mà chất gỗ nó rất là đều, vân rất là đẹp. Thì mình cũng làm, và làm sao trong cái quá trình làm cái bối cảnh, mình sẽ làm cho nó cái bối cảnh nó phù hợp để phô ra được những cái đường vân và cái màu sắc chất của gỗ nữa. Đó, những cái vách núi đó nha anh chị nha.
Tác phẩm này với chiều cao là 91, chiều ngang là 56 và chiều sâu là 40. Vâng, kỷ thì sắc cao tầm 13 đến 15. Vâng, tác phẩm này có giá là 4 triệu 800 ngàn đồng. Mã DC4 nhé anh chị nhá. Mã DC4 bay thước tha theo thế võ, rất là tuyệt vời luôn. Vâng, và tác phẩm tiếp theo thì bên em sẽ giới thiệu tới anh chị tác phẩm của đàn ma ngồi thiền. Vâng, khi nãy thì anh chị đang nhìn thấy những tác phẩm múa võ rất là bay, rất là tơi, rất là phiêu rồi. Thì chúng ta sẽ đến với tác phẩm tiếp theo, đó là tác phẩm mã DC5 của đàn ma ngồi thiền, cũng là một tác phẩm mới hoàn thiện. Và tác phẩm này thì có chiều cao là 79, chiều ngang là 40 và chiều sâu là 28 nha chị nhá. Chiều sâu là 28, chiều cao không kỷ là 67 ạ. Vâng, tác phẩm này thì cũng là một tác phẩm nằm trong những tác phẩm cái phôi mà bên em chế tác ra rất là tuyệt vời, phôi đẹp. Và tác phẩm này thì anh chị nhìn thấy đấy ạ. Vâng, cụ đang ngồi thiền tịnh ở một cái vách núi dưới một cái tán tùng, và chất vân được phô ra những cái đường sụn vân như cẩm luôn anh chị. Vân như cẩm luôn nha anh chị nhá. Anh chị nhìn thấy những cái đường sụn nữa ạ. Vâng, phô ra ở trên cái vách đá và cái tán tùng. Và phía trên này thì nu nhá. Phía trên đây là cái đỉnh núi này. Đỉnh núi và có nu, anh chị nhìn thấy những cái mảng nu ở trên cái mặt trăng mà bên em chế tác ra để phô ra những phần nu ạ. Và vân trên đỉnh núi cũng rất là tuyệt vời. Và ở đây thì bên em có làm một cái vị trí sông trầm. Một cái vị trí sông trầm để với tác phẩm thiền tịnh như này thì sông trầm là một cái điều mà rất tuyệt vời với tác phẩm tĩnh lặng, và vừa thưởng lãm, chúng ta vừa được thưởng thức cái mùi thơm của những nụ trầm. Vâng, tác phẩm này có giá là 4 triệu 500 ngàn đồng nha chị nhá. Mã DC5, cao 79, ngang 40, sâu 28. Cao 79, ngang 40, sâu 28. Kích thước không kỷ là cao 67 nha anh chị nhá. Kích thước không kỷ là cao 67. Đấy, chất vân rất là đẹp. Vâng, và tác phẩm cuối cùng trong cái video này, tác phẩm mã DC6, thì bên em xin giới thiệu lại với anh chị tác phẩm cụ đạt ma đang đi giáo hóa. Tác phẩm này thì anh chị có thể nhìn thấy so với tác phẩm bên cạnh ạ, thì kích thước của tác phẩm khá là to cao. Và tác phẩm này với kích thước là cao 1m1, chiều ngang là 40 và chiều sâu là 36 nha anh chị nhá. Tác phẩm này có mã là DC6, chất gỗ Hương Ta, Hương Gia Lai, và có giá là 7 triệu 500 ngàn đồng nha anh chị nhá. 7 triệu 500 ngàn đồng. Em sẽ quay cho anh chị chiêm ngưỡng thần thái. Vâng, tác phẩm này anh chị nào đã theo dõi bên em thì có lẽ là cũng đã được chiêm ngưỡng tác phẩm này rồi. Cao 1m1, cao 1m1, ngang 40 và chiều sâu là 36 nha anh chị nhá. Mời anh chị chiêm ngưỡng thần thái. Vâng, đây chị nhìn đấy, và đặc biệt đó là đường vân của tác phẩm này, vân với cái chất gỗ rất là tuyệt vời. Anh chị nhìn tay quá đẹp, rất là chân thực, đục tứ diện. Và phôi gỗ tác phẩm này thực sự với anh chị nhìn này như cẩm luôn. Và đây là một cái vòng trên tay cụ, đang có một cái vòng này đang xoắn vào nhìn như thật, phô ra những cái đường vân. Tác phẩm này có giá chỉ là 7 triệu 500 ngàn đồng nha anh chị nhá. 7 triệu 500 ngàn đồng. Và trong video này thì em sẽ, anh chị nào hữu duyên sở hữu tác phẩm này, em sẽ giảm giá chỉ còn 7 triệu đồng thôi nha anh chị nhá. Và vẫn bao ship luôn. Chất gỗ rất là đẹp, kèm cả kỷ luôn này. Chiều cao không kỷ là 96, chiều ngang là 40, sâu 36 và chiều cao cả kỷ là 1m1 nha anh chị nhá. Đục tứ diện rất là đẹp. Vâng, và như vừa rồi thì bên em đã giới thiệu tới anh chị 6 tác phẩm cụ đạt ma, 6 tác phẩm cụ đạt ma chế tác từ chất gỗ hương và gỗ chắc đỏ đen. Vâng, và anh chị nào mong muốn sở hữu tác phẩm nào thì có thể liên hệ với bên em, tượng gỗ Nguyễn Hồng ở làng nghề nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương để sở hữu những tác phẩm mà mình mong muốn nha anh chị nhá. Và anh chị nào chưa nhấn theo dõi kênh YouTube tượng gỗ Nguyễn Hồng của bên em thì có thể nhấn theo dõi và kích vào hình quả chuông để cập nhật những video mới nhất về những tác phẩm mới nhất mà bên em chế tác ra nha anh chị nhá. Em xin cảm ơn trân trọng tới tất cả anh chị đã ủng hộ bên em trong suốt thời gian vừa qua, và đặc biệt hơn nữa đó là video này.
Cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Và xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo ạ.